Hello, xin chào mọi người nhá. Sau 10 phút đi bộ thì mình đã đến vườn cỏ hồng rồi này. Trời ơi, mệt quá. Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Bữa nay ấy, mời mọi người đi ngắm hoa cỏ lau ấy mình nhá. Và hồng ấy. Cỏ lau màu hồng nhá. Cái này rất đặc biệt. Cái này rất đặc biệt này. Cái rất đặc biệt ở Hàn Quốc này mọi người này, là màu hồng mọi người ạ. Bo gió kí. Đấy, đây này. Nó rất là đặc biệt chứ này, màu hồng hết này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Nó là màu hồng mọi người nhá, là nó rất nhiều cái nó thành màu hồng này đấy. Nhìn đẹp ha. Đây cho mọi người chiêm ngưỡng một xíu nhá. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Nhìn đẹp ha. Đẹp lắm mọi người ạ. Ở vùng này nhá, là cái đồi quả lau này là đẹp nhất. Đúng không? Cái kia ở bên kia là cả một đồi hoa kìa. Tha hồ chụp ảnh. Hay chưa? Đây là cái gì, cánh cửa xuyên không à? Cánh cửa xuyên không à? Không được vào à? Đấy, đây như này. Chụp ảnh như này, quay như này. Đấy là cái gương. Nhìn đẹp quá à. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nhá. Đây là khi Sachin. Ở ngoài là nhìn đẹp hơn mọi người nhá. Cái này là nó bị sấp bóng mọi người ạ. Là gì không được đẹp lắm. Đấy. Nó có một tí thì thôi nhưng rất là đẹp nhá. Bởi vì ấy, ở đây 5 giờ ấy, người ta đóng cửa rồi. Nên là mình chọn đến đây sẽ quay video đầu tiên ấy. Nhìn đẹp nhá. Hay ha. Ở đây là vùng này là nổi tiếng nhất. Tức có cái vùng khác có cái quả này. Nhưng mà đây nổi tiếng nhất mọi người ạ. Nhìn dễ thương nhỉ? Có nhiều loại hoa nữa cơ. Cái xe này người ta mô phỏng như là cái xe kéo mà để tưới nước với cả mà ấy đồ thực phẩm cho trang trại ấy. Đây này. Cả một vùng này là người ta trồng hoa mọi người ạ. Nó giống như một cái trang trại thu nhỏ ấy. Đấy. Đấy, không biết có hỏng không? Leo lên. Đó là một cái bàn. Rồi kia. Đó là cái bàn mọi người ạ. Đấy. Ngồi đây, ngồi như này này. Ngồi như này không nhìn ra xa. Quay ở ông bà. Cho kia. Đấy, quay ra đằng sau như thế đấy. Nhìn thấy ngắm cảnh rồi đấy, đây ngồi đây này. Rồi kia ăn trà. Ôi, ăn đây. Đấy, ngồi đây không có cảnh ra này. Đấy. Cả một vùng cái kia cơ mà. Ngồi đây view mới đẹp này. Đấy. Ở đây nhìn phóng tầm mắt ra xa rồi đấy. Người thấy không? Đấy. Không biết là ở trái nắng này, không biết mọi người có nhìn thấy không? Nhìn đẹp à. Bên ngoài nhìn đẹp hơn nhá. Cỏ hồng ấy, nhìn dễ thương nhỉ. Có vẻ lên đây có vẻ là quay video được tốt hơn này. Đây là cả một vùng này. Mọi người nhìn đi. Đó. Nhìn cũng ok hả, đúng không? Đấy. Nhìn xuống dưới đẹp ha. Nó chỉ có một tí này thôi. Hey, bây giờ mình sẽ đi thăm hoa hướng dương với cả là hoa cúc nhá. Ok. Trong đây nhiều hoa hướng dương này. Đây này, mọi người nhìn chưa? Đấy. Đẹp ha.
Rồi nhìn phóng mắt từ trên xuống dưới. Giờ nó còn đã ấy đâu, nụ nó đã lở đâu. Đúng là hoa hướng dương nó khác, nó chỉ có quay phía đúng một phía thôi. Đấy. Và sao cái lại lại thấp ấy nhở? À rồi sao thấp ấy nhở? Bên dưới kia cũng đẹp nhở. Nhưng trong đấy toàn hoa. Nhìn đẹp ha. Ở chỗ này ấy thì người ta trồng ít hơn nhá. Năm ngoái mình đi trồng nhiều lắm. Sao năm nay trồng ít nhở? Đúng không? Đấy. Bên chỗ này đẹp này. Nó rộng như này cơ mà. Tút 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 tút. May cái này nó chưa quy hoạch này. Bên kia có hoa nhái vàng mọi người kìa. Bây giờ đi sang bãi hoa nhái vàng nhá. Chụp ảnh cho đã nhá. Chào mừng mọi người đã đến với mùa thu Hàn Quốc nha. Hoa nhái, mình xin giới thiệu với mọi người, đây chính là hoa nhái vàng. Mỗi lần hoa này nở có nghĩa là mùa thu Hàn Quốc đã đến rồi mọi người nhá. Rất là đẹp, cánh đồng luôn. Đó. Cả một cánh đồng hoa nhái vàng. Nhìn đẹp ha. Đấy, bên dưới. Bên dưới cũng đẹp này. Bên mé bên kia cũng đẹp này. Xin chào này. Xin chào. Chào kì, chào kì. Chào kì. Xin chào ấy. Xin chào. Xin chào ấy. Xin chào. Xin chào, xin chào. À, không muốn sao. Rồi ca đi. Chồng mới ngại ấy. Ba. Trông chồng mình. Quay lại là quay lại mình ấy. Chào mừng các bạn đến với đồi Cừu Mộng Mơ. Rừng thông ở đây đẹp nhá. Đến nội ăn người ta trang trí ở đây này. Nhìn đẹp ha. Mình sẽ là một con cánh cam. Đấy nhưng mà mình sẽ là một con cánh cam. Đó kìa. Đó kìa. Đây là chú ngựa gỗ này. Đấy. Ngựa gỗ. Đây mình sẽ ngồi ở đây. Đây ngồi lại. Đấy. Con đường hoa đầy màu sắc. Đó. Hôm nay thì là mùa thu rồi. Nên là chỉ có một tuần nữa thôi là lá vàng nhá. Còn lá vàng mọi người, mình sẽ đi quay lá vàng nhá. Nhìn đẹp ha. Ok. Chồng mình cũng lãng mạn nhá. Đấy. Ô ba. Ba à nhá. À. Cũng lãng mạn nhỏ. Đó. Nhìn đẹp ha. À. Bây giờ tắt nắng rồi nó đẹp mọi người ạ. Tắt nắng rồi. Ê, chỗ này cũng đẹp này. Chỗ này cũng đẹp nhá. À. Đeo kính mà lúc nắng thì không đeo kính. Bây giờ trời dầm rồi đeo kính. Ở mấy khu như này này, người ta thường hay bắt gặp xe bán nước như này mọi người này. Đấy, bán kem này. Ở đây có mấy cái chai nước sinh ha. Dễ thương nhỉ. Mình chỉ mua một cái. Cái nào đẹp hả mọi người, con ong à? Hay là mua cá vội. Mua về không mọi người, có thể uống nước nhá. Dễ thương nhỉ. Ăn kem. Trông trẻ con đâu. Không có lại uống à. Lấy cái này về uống nước. Cười nhở. Mở ra xem. Uống thử nhá. Chỉ là Fanta thôi.
đứng đây uống nước là quá đẹp. Giờ xuống cái trang trại nhé. Rồi xuống trang trại. À, bây giờ mình sẽ xuống khu trang trại của cái công viên này nhé. Thì ở đấy có những con vật ấy, bò, cừu, dê các thứ ấy. Xuống quay cho mọi người cùng xem. Cái chỗ này nhìn quanh quẩn chỉ có bọn trẻ con ấy, chẳng có ai. Ở dưới kia có mấy con vật trâu, bò, dê, mọi người, khỉ. Ở Việt Nam mình có nhiều gì nữa đúng không? Nhưng bên đây người ta kiểu như bảo tồn ấy, người ta cho bọn trẻ con chơi ấy. Dê ăn đang cỏ này. Đây người ta thả như này này. Người ta thả như này ấy, trông hay nhỉ? Dễ thương nhỉ? Dễ thương ha. Đây là đang cỏ ấy. Đây con dê bé thả thôi. Đấy. Chạy mất rồi. Đây là chuồng dê này. Cả một khung ở đây luôn. Dê này. Lần đầu tiên nhìn thấy. Trông hay chưa? Nó thò cái đầu ra. Thấy chưa? Đấy. Bên đây là cừu này. Bên đây là cừu này. Bên đây là cừu chứ. Đấy. Hay ha. Này con dê bé bé này, nó thả ra cho chơi này. Đấy. Một khung cảnh rất là đẹp này. Một khung cảnh rất là đẹp nhé. Nhìn dễ thương ha. Đấy. Lan cỏ. Đấy cây cũng đẹp này. Thương nhỉ. Hay ha. À, mấy ngôi nhà mà người ta sơn xanh đỏ tím vàng là đẹp ha. Cái này người ta lấy cái cảm hứng của phong cách ở châu Âu ấy. À, nhìn đẹp nhỉ. Đây là hoa cúc. Cúc vàng, cúc trắng, cúc đỏ, cúc tím. Rất thương ha. Cái nhà kia ấn tượng, nhà kia chứ nhà vệ sinh ấy. Thấy chưa? Hoành tráng không? Bên đây là quán lưu niệm, quán cà phê này. Đấy. Bạn có thể xem có gì hay không? Cái cầu thang xanh đỏ tím vàng cũng đẹp này. Không biết ở trên là cái gì nhỉ? Đây đi lên chỗ này xem gì hay không nhé. Mọi người có nhớ bộ phim Lucky Luke không? Đấy, trong đây giống hệt luôn. Là một cái trang trại ngựa luôn. Đấy. Ở trong đấy hơi bị hay luôn đấy nhá. Nhưng dễ ngoài hay ha. Bánh của bánh. Trông thích thì lấy ấy. Và đây là khu chuồng ngựa này. Ở người cao bội miền Tây ấy. Dễ thương ha. Kéo không? Đấy, cao bồi miền Tây rồi. Nhìn này bọn trẻ con này. Truy lã 10.000 đô này. Đang truy lã. Còn nào? Đây là cái chỗ mà người ta chợ ở bên vùng cao bồi ấy, người ta chở đằng sau con ngựa ấy, chở ngựa ấy, đây này. Đấy. Đấy, chở cả hành lý này. Chở cái bánh xe to này cơ mà. Đây người ta lấy thêm mấy cái nhà cắt tóc các thứ ở vùng miền Tây, cao bồi miền Tây ấy. Người ta trang trí như thế. Đây mấy con ngựa bé bé, ngựa chân ngắn à. Để chưa chưa. Đây là ngựa chân ngắn mọi người nhỉ. Một phòng cảnh sát. Ngồi ngay đây này. Đấy. Cảnh sát bắn hai tay hai súng. Đây. Cái cửa miền Tây này. Đấy cái cửa của miền Tây ấy. Bỏ đi.
Đây ra ngoài rồi. À, cái móng ngựa này. Đây đỏ lòm ha. Cái này chắc là chỗ rèn đấy. Cái rèn sắt. Đúng không nhỉ? Đây chỗ đúng rồi, đúng rèn móng ngựa rồi. Cái này là lò rèn này. Cho ở đây này. Lò rèn. Sao bên này chắc là để đưa xẻ các thứ gì rồi. Sao bên này chắc là chỗ đựng nước rồi. Cái này là yên ngựa này. Yên ngựa ấy. Đây này. Cái đèn này. Mấy con ngựa thật này. Con ngựa này khởi to hơn mấy con ngựa bên ngoài kia. Bây giờ kiểu như tờ dán lệnh truy nã, mình thấy hay thấy trong phim ấy. Đấy. Trong phim mấy phim cao bồi ấy. Truy nã này. Đấy. Kéo xe to đúng như này mà không có một tí lá nào. Chả. Phải vào tháng 5 ấy thì mới có. Ở đây người ta nuôi cá đấy. Đây người ta nuôi cá coi. Đây cá coi này, nuôi cá. Đeo cái bá vào. Đây là không? Chỗ này chỗ đi vào này. Nhìn hay ha. Đúng không? Sao mà lại chụp ảnh cũng hay. Đây này. Ai ơi. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.